Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Suy niệm: lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối. Sám hối là kiến tạo lại mối tương giao nhân loại được xây dựng trên lời mời gọi của tin mừng. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu. Hoa trái mà người Kitô hữu cần phải mang lại chính là việc thực thi đức ái. Hình ảnh cây vả trong vườn đã 3 năm mà không mang lại một hoa trái nào là hình ảnh của một người Kitô hữu sống ích kỷ, chỉ thu vén đón nhận mà không biết cho đi. Họ nhận lãnh biết bao là ân huệ từ lòng Chúa thương xót, nhưng họ lại đóng kín cửa lòng mình lại trước tha nhân. Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. Vâng, lời mời gọi sám hối là con đường dẫn tới sự sống, bởi vì đức ái luôn mang lại hoa trái sự sống. Cho nên mùa chay thánh mời gọi chúng ta sám hối chính là loại trừ những gì mang lại chết chóc: lòng hận thù, lối sống ích kỷ, tham lam vô cảm để gieo mầm sự sống. Đó chính là những hạt giống của lòng yêu thương, hạt giống của lòng biết thương xót, để sống bao dung độ lượng, để quảng đại thứ tha, để cảm thông không kết án và loại trừ, để nói những lời tràn đầy niềm vui và hy vọng. Lạy Chúa là đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót, xin ban cho chúng con ơn biết mở cửa lòng mình, để khi chúng con biết mở rộng tâm hồn và bước ra khỏi chính mình với lòng quảng đại và thái độ cảm thương, thì lòng thương xót của Chúa sẽ đi vào tràn ngập tâm hồn chúng con. Amen.